siêu thị Tại Gia, trung tâm mua sắm tại nhà. Máy gánh đồ Elite IL30. Tập đoàn Elite xin giới thiệu máy gánh đồ Elite, sản phẩm toàn diện với những tính năng vượt trội. Vừa tập đánh đùi, vừa có thể tập hít xa, giúp bạn sở hữu thân hình mà bạn mong muốn. Đây là dòng sản phẩm được làm hoàn toàn bằng thép Oval Elite theo công nghệ châu Âu, với thiết kế đứng hình chữ nhật, sở hữu chiều cao 236,5cm chắc chắn, nhiều cấp độ luyện tập khác nhau. Máy gánh đùi trọng lượng 80kg nhưng có thể chịu lực lên đến 180kg. Hai chốt điều chỉnh linh động, hai thanh thép tròn hỗ trợ. Không chỉ tập đánh đùi, thiết bị có thêm bộ phận tập hít xà để rèn luyện cơ bụng, cơ tay và đốt sống ở lưng, tăng cường độ dẻo dai, phòng chống các bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, khi mua máy gánh đùi của siêu thị Tại Gia.vn sẽ nhận được chế độ hậu đãi hấp dẫn, giảm giá 25% chỉ còn 8.900.000 đồng, tặng 300.000 đồng tiền mặt tích lũy, bảo hành 5 năm, bảo trì trọn đời. Nhanh tay liên hệ tổng đài 1800 1552 hoặc truy cập website www.siêuthitaiga.vn. Nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, nay siêu thị Tại Gia đã mở rộng mạng lưới giao hàng lên đến 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Dù xa hay gần, dù ngày hay đêm, siêu thị Tại Gia sẵn sàng phục vụ quý khách. Số điện thoại đặt hàng miễn phí 1800 1552.